Kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình VBS. Chúng tôi là Kim Thủy và Hoàng Dung. Kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều vui vẻ, thật nhiều sức khỏe. Sau đây mời quý vị đến với phần tin Hoa Kỳ qua một vài nội dung chính như sau. FDA đồng ý tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 3 cho người bị suy giảm hệ miễn dịch. Hoa Kỳ chấn động về số liệu mới về độ an toàn của vaccine COVID-19. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên về Hoa Kỳ cho biết là FDA đồng ý tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 3 cho những người bị suy giảm hệ miễn dịch. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đã sẵn sàng sửa đổi giấy phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Pfizer và Moderna COVID-19 vào thứ Năm để cho phép những người có hệ thống miễn dịch bị tổn hại tiêm liều thứ 3, theo hai nguồn tin quen thuộc với kế hoạch đã cho biết như vậy. Động thái này được đưa ra sau khi mà một nhóm cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh nhóm họp vào tháng 7 và đã thúc giục hành động về liều lượng bổ sung cho người lớn bị suy giảm miễn dịch. Các bác sĩ cho biết ngày càng rõ ràng rằng nhiều bệnh nhân như vậy vẫn dễ bị nhiễm COVID-19 sau khi tiêm chủng vì họ có thể không đáp ứng miễn dịch hiệu quả với các mũi tiêm. Ước tính có khoảng 2,7% người lớn ở Hoa Kỳ bị suy giảm hệ miễn dịch, theo CDC. Không rõ những nhóm nào sẽ được điều chỉnh theo hành động dự kiến của FDA. Ví dụ như những người được cấy ghép nội tạng phải dùng thuốc để ức chế hệ thống miễn dịch của họ, để cơ thể của họ không loại bỏ các cơ quan mới. Một nghiên cứu nhỏ về những bệnh nhân này cho thấy, phần lớn không bao giờ phát triển kháng thể chống lại coronavirus sau khi tiêm chủng. Những người khác chỉ phát triển ở mức thấp. Trong nghiên cứu đó, từ Đại học Johns Hopkins, thì liều thứ 3 làm tăng mức độ kháng thể của họ. Việc tăng cường khả năng miễn dịch có thể sẽ được hoan nghênh đối với những người không bao giờ có phản ứng tốt từ hai mũi tiêm đầu tiên, vì các bác sĩ đã tiếp tục khuyên những bệnh nhân này là tiếp tục sử dụng mặt nạ và cách xa cơ thể mặc dù đã tiêm chủng. Nếu không là những người khỏe mạnh, cả vaccine Pfizer và Moderna đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong ở họ. Nhóm cố vấn CDC dự kiến là sẽ họp vào ngày thứ Sáu, khi mà nhóm này có thể bỏ phiếu về việc có nên chính thức đề nghị tiêm mũi thứ 3 cho những người bị suy giảm hệ miễn dịch hay không. Cần có giấy thông báo của hội đồng trước khi các bác sĩ có thể bắt đầu kê thêm liều. Việc bỏ phiếu như vậy chỉ được thực hiện sau khi mà FDA thực hiện hành động theo quy định, chẳng hạn như là sửa đổi dự kiến đối với việc cấp phép sử dụng khẩn cấp. Và tuần trước, Bộ Y tế Mississippi đã khuyến cáo những người bị suy giảm hệ miễn dịch nên tiêm một liều vaccine bổ sung, mặc dù thực tế là các quan chức y tế liên bang vẫn chưa ký tên. Liên quan đến bản tin thời tiết, thưa quý vị, vùng Tây Bắc Thái Bình Dương đang bước vào đợt nắng nóng 116 độ. Người dân ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương sắp đón đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày, bắt đầu từ hôm nay. Hơn một tháng sau ngày nắng nóng kỷ lục, làm chết hàng trăm người vì nhiệt độ tăng cao lên đến 116 độ F. Hồi tuần qua thì nhiệt độ ở Oregon đo được là 111 độ F và 3 ngày liên tiếp tuần này cao trên 100 độ F. Theo nhà khí tượng học Tyler Brand, thì Seattle sẽ mát hơn Portland, trong khi người dân ở Portland cũng như Oregon thường không có máy lạnh. Thống đốc của Oregon, Cass Brown, đã ban bố tình trạng khẩn cấp về thời tiết và thiết lập trung tâm điều hành để giải quyết cấp thời mọi sự gián đoạn lưới điện và giao thông. Chính quyền thành phố và các quận của Oregon còn mở các trung tâm làm mát tại các tòa nhà công cộng, kéo dài thời gian hoạt động của thư viện và miễn tiền vé xe buýt cho người đến các trung tâm có máy điều hòa không khí. Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt và hạn hán khắp miền Tây Hoa Kỳ đều là hậu quả của sự biến đổi khí hậu. Hồi tháng 6 qua, nắng nóng ở Oregon, Washington và British Columbia đã giết chết hàng trăm người và là hồi chuông cảnh tỉnh nhân loại về tác động của sự biến đổi khí hậu. 100 đám cháy rừng bùng phát khắp 15 tiểu bang ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị, nạn cháy rừng lớn nhất lịch sử đã tái lập ở California và các đám cháy tiếp tục lan rộng sau khi thiêu rụi gần 550 ngôi nhà. Một chính quyền ở Montana ra lệnh di tản cư dân các cộng đồng. Sáng nay thì có khoảng 100 đám cháy bùng phát khắp 15 tiểu bang, phần lớn là tại vùng phía Tây của Hoa Kỳ vì nhiệt độ tăng và không khí khô hạn. Đám cháy Dixie đã hoàn thành tại miền Bắc California hôm qua lại bùng lên vì gió mạnh, sau khi đã thiêu hủy ít nhất là 1.000 căn nhà, trong đó hơn một nửa là ở phía bắc Sierra Nevada và san bằng một số khu dân cư của thị trấn Greenville.
Sáng nay thì lực lượng cứu hỏa chỉ mới kiểm soát được 30% đám cháy Dixie đang đe dọa ít nhất là 14.000 căn nhà ở vùng ngoại vi. Dixie được coi là đám cháy đơn lẻ lớn nhất lịch sử California và Hoa Kỳ, mặc dù diện tích vùng cháy chỉ bằng một nửa August Complex. Các đám cháy bùng phát hàng loạt vì sấm sét tại 7 quận của California hồi năm 2020. Các cộng đồng cư ngụ tại khu bảo tồn người da đỏ sen ở phía đông nam Montana đã được lệnh di tản vì gió thổi mạnh làm bùng phát đám cháy Richard Spring. Khoảng 600 người ở Ashland cũng đã được lệnh di tản. Thượng viện đã thông qua dự luật ngân sách 3.5 ngàn tỷ Mỹ Kim là bản tin tiếp theo. Các nhà lập pháp của Dân Chủ tại Thượng viện sáng nay đã thông qua dự luật ngân sách trị giá 3.5 ngàn tỷ Mỹ Kim, bước quan trọng để thông qua gói kinh tế khổng lồ mà không có lá phiếu của các đảng viên Đảng Cộng Hòa. Cuộc thảo luận dự luật ngân sách của chính phủ bắt đầu từ chiều hôm qua kéo dài đến 4 giờ sáng hôm nay đã được thông qua với 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Việc thông qua dự luật ngân sách của cả hai viện là bước đầu trước khi thông qua luật chăm sóc sức khỏe, trợ cấp các gia đình, ngăn chặn tác động của sự biến đổi khí hậu. Cuộc bỏ phiếu hôm qua chỉ là bước đầu tiên trong quá trình kéo dài và dự luật sẽ tiếp tục được thảo luận và xem xét vào mùa thu. Theo Thượng nghị sĩ Joe Manchin của West Virginia, thì việc chi tiêu cần phù hợp để dập tắt nguy cơ suy thoái kinh tế, trong khi phía Cộng Hòa chỉ trích kế hoạch chi tiêu quá mức. Dự luật ngân sách được Đảng Dân Chủ Thượng viện công bố vào hôm thứ Hai sẽ được thảo luận tại các ủy ban quốc hội vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Theo Ủy ban Ngân sách Thượng viện, thì gói ngân sách sẽ được bù đắp bằng sự kết hợp các khoản thu thuế, tiết kiệm và tăng trưởng kinh tế dài hạn. Thống đốc Oregon yêu cầu công chúng tiểu bang là nên đeo khẩu trang. Tại cuộc họp báo diễn ra hôm nay, Thống đốc Oregon Kate Brown đã cho hay là sẽ buộc công chúng khắp tiểu bang đeo khẩu trang trong phòng kín và tất cả công chức phải tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ trước ngày 18 tháng 10. Bà Brown khẳng định rằng các biện pháp này nhằm đối phó với số người bị nhiễm COVID-19 nhập viện đang tăng vọt. Bà cũng tiên đoán rằng nếu không ban hành quy định buộc công chúng đeo khẩu trang, thì số bệnh nhân COVID-19 nhập viện vài tuần tới sẽ vượt xa năng lực hoạt động của hệ thống y tế Oregon. Bà xác nhận là số người bị nhiễm COVID-19 nhập viện đang tăng vọt ở Oregon hiện nay vì rất nhiều người chưa tiêm vaccine COVID-19 đe dọa sức khỏe cộng đồng vào mùa đông đang cận kề. Theo Salem Health, thì số bệnh nhân COVID-19 nhập viện hôm qua đã tăng gấp 10 lần so với cách đây là 3 tuần. Và giới chức y tế Oregon cho biết 94% bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Salem kể từ ngày 1 tháng 1 đến nay là người chưa tiêm vaccine COVID-19. Đầu tháng này, Thống đốc Brown cho hay tiểu bang sẽ yêu cầu học sinh và nhân viên các trường trung học nên đeo khẩu trang ở lớp học vào mùa thu năm nay. Hawaii đang tái áp đặt các biện pháp hạn chế hoạt động vì số ca nhiễm COVID-19 biến thể Delta đang tăng mạnh. Thống đốc của Hawaii David Dagi vào hôm qua cho hay Hawaii sẽ tái áp đặt các biện pháp phong tỏa để ngăn ngừa đại dịch bùng phát trở lại, hạn chế số người tham dự các buổi hội họp. Một bản tweet của Thống đốc Dagi nói rằng ông sẽ ký sắc lệnh có hiệu lực thi hành ngay lập tức nhằm hạn chế các cuộc tụ tập đông người. Hồi tháng 6 vừa qua, thì Hawaii đã cho phép số người tụ tập trong nhà tối đa là 25 và ở ngoài trời là 75. Tuy nhiên, sắc lệnh của Thống đốc được ban hành đã giảm số người tụ họp trong nhà không được quá 10 và ở ngoài trời tối đa là 25. Hơn 60% dân số của tiểu bang Hawaii đã được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ, nhưng số ca nhiễm COVID-19 2 tuần lễ đầu tháng này đã tăng gần 170%. Theo quy định mới, thì các nhà hàng, quán rượu, phòng tập thể dục và các cơ sở hoạt động xã hội chỉ tiếp nhận số khách hàng với một nửa công suất. Tỷ lệ tiêm vaccine 10 ngày đầu tháng 8 ở Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi so với tháng 7, thưa quý vị. Tỷ lệ tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên ở Hoa Kỳ trong vòng 10 ngày qua đã tăng lên gấp đôi so với tháng trước. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy công chúng đã tuân thủ lời chính phủ kêu gọi là nên tiêm vaccine để ngăn chặn sự lan tràn đại dịch, đặc biệt là trước mùa khai giảng năm học. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC hôm qua đã công bố số liệu cho thấy gần nửa triệu mũi tiêm đã được sử dụng mỗi ngày tại Hoa Kỳ suốt tháng qua. Ngày này của tháng rồi thì chỉ có hơn 200.000 mũi tiêm vaccine COVID-19 được sử dụng. Và sau đó thì số người tiêm vaccine tăng đều đặn tại các tiểu bang của Hoa Kỳ, có vẻ vì nỗi lo sợ về sự gia tăng số ca nhiễm, nhập viện và qua đời vì COVID-19.
Alabama có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất Hoa Kỳ, đã tăng tốc độ tiêm lên là 100% từ ngày 22 tháng 7. Kế đến là Louisiana tăng 84%, Nebraska, Minnesota. Người trong độ tuổi từ 25 cho đến 39 tuổi chiếm hơn 25% tổng số tiêm vaccine COVID-19 2 tuần qua, có thể vì ngày càng có nhiều chủ nhân các công ty thúc giục công nhân của họ tiêm vaccine COVID-19, đặc biệt là nhân viên khối bệnh viện và các cơ quan chính phủ. Số liệu mới về độ an toàn của vaccine COVID-19 đang khiến cho Hoa Kỳ chấn động. Một cuộc nghiên cứu mới nhất vừa được công bố đã làm bùng phát mối lo về sự hữu hiệu của loại vaccine mRNA, đặc biệt là Pfizer, để giúp cho cơ thể con người chống lại COVID-19 biến thể Delta, đã gây sự chú ý hàng đầu của các viên chức hàng đầu Hoa Kỳ. Phúc trình của cuộc nghiên cứu được Inference và Mayo Clinic thực hiện hồi tháng 7 nói rằng vaccine Pfizer chống lại COVID-19 biến thể Delta đang lan tràn tại Hoa Kỳ chỉ hữu hiệu khoảng 42%. Cuộc nghiên cứu được thực hiện trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 cho thấy tỷ lệ hữu hiệu của vaccine Moderna là 86% và Pfizer là 76%. Tỷ lệ giảm số bệnh nhân nhập viện của Moderna là 92% và Pfizer là 85%. Tuy nhiên, tỷ lệ chống lây nhiễm COVID-19 biến thể Delta của vaccine giảm mạnh ở tháng thứ 7 trở đi, ở Moderna là 76% và Pfizer là 42%. Theo nhận định của Venki Soudarajan, tác giả chính của cuộc nghiên cứu, thì Delta là nguyên nhân hàng đầu làm tăng vọt số ca nhiễm hiện nay và sự hữu hiệu của vaccine Pfizer là rất thấp. Công ty Pfizer và BioNTech mới đây cho hay có thể nghiên cứu để sản xuất loại vaccine để chống biến thể Delta khoảng 100 ngày sau khi được cơ quan y tế Hoa Kỳ chấp thuận. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã khép lại phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Hoàng Dung và Kim Thủy sẽ đến với phần tin thế giới qua một vài nội dung chính như sau. Tổ chức dân quyền sử dụng Facebook kêu gọi dân chúng Cuba xuống đường. EU có nguy cơ không đủ sức để ngăn chặn làn sóng di dân từ Afghanistan tràn sang.